Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Với mục tiêu tung một đòn quyết định để giành lợi thế trên bàn đàm phán Paris, trước đây Battle Cry đã đưa các bạn đến với hai chiến trường khốc liệt nhất năm 1972 trong chiến tranh Việt Nam, đó là Quảng Trị với huyền thoại 81 ngày đêm khói lửa, là Bắc Tây Nguyên khi quân giải phóng đảo chiều dòng Pô Cô hung dữ, nhưng cũng đầy tiếc nuối khi không thể kiểm soát hoàn toàn được thị xã cuối cùng là Kon Tum. Ngày hôm nay Battle Cry sẽ đưa các bạn đến với mặt trận cuối cùng của những năm tháng máu lửa này, cộng đồng khác chính là vùng Đông Nam Bộ. Hãy cùng tìm hiểu qua series này nhé. Kế hoạch và lực lượng. Năm 1972 được xem là năm mang nhiều dấu ấn chiến lược, những bước ngoặt thay đổi toàn bộ cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Không còn là những trận đánh du kích, tập kích ở cấp độ tiểu đoàn trở xuống, cũng không có những cuộc hành quân, kẻ tìm, người trốn như những năm trước. Cuộc chiến bây giờ là đánh để đàm phán, đánh để quyết định tương lai của cuộc chiến sẽ đi về đâu. Tham vọng của quân giải phóng trong chiến dịch này là rất lớn, với hai mục tiêu. Thứ nhất là mở rộng vùng giải phóng trên địa bàn các tỉnh Bình Long, Phước Long, Tây Ninh, làm nơi đóng trụ sở của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Thứ hai là làm bàn đạp tiến đến Sài Gòn từ hướng Bắc và Tây Bắc. Để đạt được những tham vọng trên, quân giải phóng đã chuẩn bị mọi thứ mà mình có để chơi tất tay với Liên quân Mỹ Việt Nam Cộng hòa. Quân đội đông đảo nhưng thiếu tính chỉ huy nhất quán, ắt sẽ dẫn tới đại bại. Nhưng quân đội ít mà chỉ huy thống nhất, hợp lý thì có thể làm nên nghiệp lớn. Việc đầu tiên mà quân giải phóng làm không phải là chuẩn bị lực lượng hay hậu cần, mà là thống nhất chỉ huy, đưa những vị tướng giỏi nhất là con át chủ bài tới đây. Cơ quan chỉ huy là đoàn 301 của Bộ Chỉ huy Miền Quân Giải phóng được chuyển thành Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Đây là cơ quan chỉ huy cấp quân đoàn đầu tiên của quân giải phóng miền Nam, thành lập ở chiến trường Nam Bộ, làm bà chỉ huy thống nhất cuộc chiến đấu hiệp đồng binh chủng theo mục tiêu và kế hoạch tác chiến chung. Để đạt được mục tiêu mà mình đề ra, Bộ Tổng Chỉ huy Quân Giải phóng đã đưa những con át chủ bài, những vị chỉ huy xuất sắc nhất mà mình có tới đây. Một số các tên nổi bật có thể kể đến như Trần Văn Trà, Hoàng Cầm, v.v. Trần Văn Trà và Hoàng Cầm như một cặp bà trùng đã cùng nhau dựng lên một vở kịch hoàn hảo. Các chỉ huy của Việt Nam Cộng Hòa như bị lâm vào một mê cung hư hư ảo ảo, trong hư có thực, trong thực có hư. Các chỉ huy của phía Việt Nam Cộng Hòa cùng với sự giúp sức của những đơn vị tình báo số 1 thế giới đã bị hai viên tướng của quân giải phóng cho ăn một cú lửa đau đớn, khiến cho việc bố trí phòng thủ bị sai lệch hoàn toàn. Đoàn 301 đã vẽ ra hai hướng tiến công có sự phối hợp tuyệt vời nhằm đánh lừa Việt Nam Cộng Hòa. Hướng thứ yếu, đường 22 Tây Ninh, quân giải phóng đánh lừa Việt Nam Cộng Hòa rằng đây chính là mũi tấn công chiến lược. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tin sái cổ, cho rằng thị xã Tây Ninh mới đúng là nơi quân giải phóng miền Nam muốn chiếm để đóng thủ đô của chính phủ cách mạng lâm thời. Nhưng thực tế thì đường 22 chỉ là cái nam châm hút lực lượng chủ lực của Việt Nam Cộng Hòa vào đó. Chính vì những suy nghĩ sai lầm này mà họ đã bố trí một lực lượng vô cùng hùng hậu, gồm có 10 trung đoàn bộ binh, 4 trung đoàn thiết giáp, tạo ra một bức tường thép 7 gai nhọn nghênh đón những đơn vị chủ lực của quân giải phóng. Đây chính là cái bẫy mà quân giải phóng đã chuẩn bị. Việt Nam Cộng Hòa rơi vào cái thiên la địa võng mà quân giải phóng giăng sẵn. Hướng tiến công chủ yếu thực sự chính là đường 13 Lộc Ninh, Bình Long, nơi Việt Nam Cộng Hòa chỉ bố trí lực lượng hạn chế với chỉ 2 trung đoàn bộ binh, 3 tiểu đoàn biệt động quân và thiết đoàn 1 tăng thiết giáp. Sở dĩ nơi đây được chọn làm hướng tấn công chủ yếu chính là do vị trí chiến lược của nó. Hướng này giáp với trọng cuối của đường Trường Sơn, tạo thành hậu phương vững chắc của chiến dịch. Ở đây còn tiếp giáp với khu vực Móc Câu, vốn là căn cứ cũ, và khu vực Snowun của Campuchia vừa được kiểm soát. Nếu chiếm được đường 13, sẽ gây ra một tác động dây chuyền, làm lung lay tận gốc rễ toàn bộ Việt Nam Cộng Hòa. Một khi tuyến phòng ngự của phía Việt Nam Cộng Hòa trên hướng này bị phá vỡ, tức là 5 quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị đánh quỵ, thì Sài Gòn lập tức bị uy hiếp, bố trí chiến lược của địch ở Đông Nam Bộ sẽ bị đảo lộn. Kế hoạch đã có, màn kịch đã được chuẩn bị, thế nhưng lực lượng thì vẫn là yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định thắng thua, làm chủ chiến trường. Để đảm bảo chiến thắng, ngoài các đơn vị bộ binh tinh nhuệ, thì quân giải phóng còn chuẩn bị cả những con cùa thép và các đội phòng không cơ động tinh nhuệ phối hợp với nhau. Chắc các bạn đều đã rõ, trong suốt cuộc chiến này, lực lượng Liên quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa luôn có quân số cũng như khí tải đồng áp đảo so với quân giải phóng. Dù màn kịch đã được tận dụng để thu hút phần lớn phía Việt Nam Cộng Hòa vào cái bẫy này, thế nhưng tổng thể lực lượng ở những trận đánh chính thì của họ vẫn là rất lớn. Cho nên, quân giải phóng đã phải tính toán điều phối lại lực lượng của mình để đảm bảo chắc thắng. Sư đoàn 5 tăng cường trung đoàn 3 cắt từ sư đoàn 9 sang đảm nhận đột phá trên hướng chủ yếu.
đây sẽ là trận tiến công khu vực quyết định, then chốt để mở đầu trận giải phóng Lộc Ninh. Sư đoàn 9 thiếu trung đoàn 3 làm lực lượng dự bị chiến dịch, sẵn sàng tấn công thị xã Bình Long, tức An Lộc. Sư đoàn 7 luôn sâu bao vây, lập các chốt chặn dọc đường 13, từ cầu Cần Lê xuống Bắc Trân Thành, có nhiệm vụ chặn viện và diệt quân rút lui. Đoàn C-30B vừa tiến công ở hướng Thứ Hiếu, đường 22, vừa nghi binh, thu hút, vừa kiềm chế đối phương để tạo điều kiện cho hướng chủ yếu hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời phát triển xuống phía Nam khi có thời cơ. Phối hợp là trung đoàn 201 thiết giáp thiếu một tiểu đoàn với khoảng 70 xe tăng, xe thiết giáp, trung đoàn 75 cao xạ, 20 tiểu đoàn và 63 đơn vị bộ đội địa phương. Tại phía sau các đơn vị này chỉ có 3 trung đoàn bộ binh là 201, 25 và 207 làm lực lượng dự bị cuối cùng cho toàn mặt trận. Tổng quân số của quân giải phóng miền Nam trong chiến dịch Nguyễn Huệ ước tính là khoảng 35.470 người. Về phía Việt Nam Cộng Hòa, lực lượng của họ được bố trí ở đây đông gần gấp đôi quân giải phóng về quân số và gấp tới 7 lần về tăng thiết giáp. Họ có khoảng 60.000 quân và 500 xe tăng xe thiết giáp được bố trí ở đây. Thêm vào đó là 4 tiểu đoàn pháo hỗn hợp 105 ly, 155 ly. Quân đội Hoa Kỳ không tham chiến mà chỉ hỗ trợ hỏa lực từ không quân. Toàn chiến dịch, Hoa Kỳ huy động tới 591 phi vụ B-52 giải thảm, hàng vạn phi vụ máy bay cường kích ném khoảng 70.000 quả bom. Để các bạn dễ hình dung thì số lượng bom này gấp tới 2 lần tổng lượng bom được ném xuống Bắc Việt Nam từ năm 1969 đến năm 1971. Quá khủng khiếp. Nếu ta làm một phép tính đơn giản, có thể thấy được rằng mỗi người lính quân giải phóng phải hứng khoảng 2 tấn bom, chưa kể vô số đạn pháo mặt đất và pháo hạm. Chỉ với những yếu tố này thôi đã cho thấy một viễn cảnh chiến trường khốc liệt. Dù chưa đánh nhưng đã thấy được những xác chất thành đống, máu chảy thành sông. Giai đoạn 1, Lộc Ninh, Sa Mát, Phước Bình. Trận mở màn. Khi phát hiện xe tăng đối phương ở Bắc Tây Ninh, dọc lộ 22, tất cả lực lượng Việt Nam Cộng Hòa trong vùng 3 chiến thuật chuyển từ báo động vàng sang báo động đỏ. Sư đoàn 25 quân lực Việt Nam Cộng Hòa phòng thủ đường 22 được bổ sung xe tăng, xe bọc thép. 4 giờ sáng, ngày 1 tháng 4, tiếng pháo nổ kết hợp với tiếng xe tăng gầm rú xé toạc bầu trời báo hiệu đợt một chiến dịch chính thức mở màn tại hướng đường 22. Đoàn C-30B bắt đầu nổ súng tấn công dữ dội vào đội hình phòng ngự của chiến đoàn 41 tại Sa Mát, Bảo Dung và Bắc Thiện Ngôn. Sau những cơn mưa đạn pháo được rót vào đội hình của chiến đoàn 49, đi theo ngay sau đó là tiếng xung phong tưởng chừng như vô tận, tiến nhanh như hàng vạn mũi tên đang lao tới mục tiêu. Chiến đoàn 49 lúc này bị choáng váng sau các đợt pháo kích, đang ra sức củng cố chiến tuyến trước những đợt tấn công như sóng thần càn quét. Khi đoàn 30B đang tấn công dữ dội thì cùng lúc trung đoàn 271 quân giải phóng có xe tăng chiến lợi phẩm yểm hộ triển khai tấn công. Những chiếc xe tăng như đoàn voi thép giày xéo nát các tuyến phòng ngự của Việt Nam Cộng Hòa. Chiến đoàn 49 bắt đầu xuống sức, không thể trụ vững được nữa. Đến chiều ngày 2 tháng 4 thì quân giải phóng đã chiếm được căn cứ Sa Mát. Khi chiến trường tại Sa Mát mới bắt đầu rực lửa, chỉ sau đó vài tiếng thì tiếng súng cũng đồng thời vang lên trên nhiều mặt trận. 6 giờ sáng ngày 1 tháng 4, tức là 2 tiếng sau khi tiếng súng đầu tiên ở Sa Mát nổ ra, thì trung đoàn 24 quân giải phóng phối hợp tiến công căn cứ Tân Biên, và căn cứ này thì cũng nhanh chóng bị làm cỏ trong phút mốt. Lính Việt Nam Cộng Hòa khi thấy quân giải phóng tấn công như bão táp đã bỏ vũ khí và chạy tan tác. Tướng và lính mặc kệ nhau, vứt cả danh dự và vũ khí, đua nhau chạy thoát thân. Trong chưa đầy 3 tiếng, cả căn cứ được quân giải phóng làm chủ. Trận đầu mở màn ra quân đã thành công rực rỡ. Sĩ khí của quân giải phóng đang lên cao hơn bao giờ hết. Phần lớn trung đoàn 49 và một tiểu đoàn của trung đoàn 6, sư đoàn 25 quân Việt Nam Cộng Hòa bị tiêu diệt và bắt sống. Số còn lại nhờ sự yểm trợ của cụ pháo ở Tân Phong và thiết đoàn 6 cùng với thiết đoàn 5 lui về giữ Tây Ninh. Ngày 3 và 4 tháng 4, trên hướng đường 13, tin tình báo của Bộ Tư lệnh Quân giải phóng cho biết Việt Nam Cộng Hòa đã phát hiện ra một lực lượng quân giải phóng đang di chuyển ở vùng Tây và Đông Bắc Lộc Ninh. Nhưng các chỉ huy quân giải phóng thì vẫn không hề nào núng. Lý do là vì các vị chỉ huy đã biết chắc Việt Nam Cộng Hòa nghĩ quân giải phóng sẽ đánh Tây Ninh và lực lượng này chỉ là nghi binh. Nhưng đây thì mới chính là cái bẫy thật sự của quân giải phóng. Trong lúc đó, trên đường 22, sau khi làm chủ Sa Mát, đoàn C-30B tiếp tục phát triển tấn công và diệt thêm 5 đồn rút lẻ. Tin dữ báo về không ngớt, theo tình trạng tin sau gấp hơn tin trước, đúng lúc Tây Ninh đã được phía Việt Nam Cộng Hòa đặt vào tình trạng nghiêm trọng thì chiến trường Trị Thiên cũng trở nên nguy ngập.
Tổng thống Thiệu ra lệnh rút liên đoàn biệt động quân dày dặn chiến đấu nhất ra ứng chiến tại mặt trận Trị Thiên, khiến cho tình trạng ở Tây Ninh lại càng nguy hiểm hơn. Tranh thủ thời cơ cả tuyến phòng thủ của phía miền Nam Cộng Hòa đang rối loạn, thì 8 giờ sáng ngày 4 tháng 4, Trung đoàn 2 bộ đội địa phương Phước Long, quân giải phóng đã tấn công chi khu quân sự Phước Bình của phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Việc bị Trung đoàn 2 tiến đánh nằm ngoài sức tưởng tượng của chỉ huy Việt Nam Cộng Hòa tại đây. Họ không có bất kỳ một phương án phòng thủ hay chuẩn bị nào, thế nên đội hình nhanh chóng tan vỡ. Sau 6 giờ chống cự, chi khu quân sự Phước Bình bị quân giải phóng tràn ngập và làm chủ. Việc để mất chi khu quân sự Phước Bình giống như tấm lá chắn phía đông đã bị mở toang và tạo thêm một mối lo cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, họ quyết định sẽ bỏ Phước Bình vì đó là tiền đồn quá xa, không ảnh hưởng quá nhiều tới mặt trận chính. Sau 4 ngày đêm, ngày 4 tháng 4, đoàn C-30B đã tiêu diệt cụm cứ điểm Tiền Tiêu, Sa Mát, đánh thiệt hại nặng chiến đoàn 49, làm chủ từ Bắc Thiện Ngôn đến biên giới. Cùng lúc, các lực lượng lớn cho hướng chủ yếu được triển khai chót lọt, tạo thuận lợi cho bước phát triển chiến dịch. Trận quyết định. Nếu qua những gì mình kể trên, các bạn sẽ nghĩ rằng Tây Ninh đang ở tình trạng nguy hiểm và đây thì sẽ là chiến trường chính và là cái đích cuối cùng mà quân giải phóng muốn đánh được, thì các bạn đã nhầm. Thực chất, đây chỉ là trận mở màn cho chiến trường thứ yếu nhằm thu hút mọi sự chú ý của các chỉ huy phía Việt Nam Cộng Hòa vào đây mà thôi. Cả cơn bão lửa ở trên chỉ là những đợt gió đầu tiên của cơn cuồng phong thực sự mà quân giải phóng muốn tạo ra mà thôi. Và khi thời cơ đã chín muồi, thì các con mắt đều hướng vào hướng tấn công thứ yếu mà tướng Trần Văn Trà và Hoàng Cầm đã vạch ra, thì cơn cuồng phong mới thực sự bắt đầu. Trong lúc Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang lo chống đỡ trên hướng Tây Ninh, thì đúng một cái, thông tin báo về như sét đánh ngang tai cho tất cả các chỉ huy ở đây. Từ tướng đến lính Việt Nam Cộng Hòa đều nhìn nhau mà không thể tin được, Lộc Ninh mới là hướng tấn công chính. Rạng sáng ngày 5 tháng 4, Sư đoàn 5 cùng Tiểu đoàn 1 tăng thiết giáp với sự yểm hộ của Trung đoàn 75 pháo binh đồng loạt tấn công cụm cứ điểm Lộc Ninh từ ba hướng. Quân giải phóng đã chọn cách đánh mở màn không thể ấn tượng hơn. Mở đầu trận đánh, 5 trận địa pháo binh chiến dịch gồm súng cối 160mm, 120mm, pháo 105mm và 122mm và các loại hỏa tiễn DKB, H-12 đồng loạt chút mưa đạn pháo bắn phá sở chỉ huy của chiến đoàn 9 quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chi khu quân sự Lộc Ninh, sân bay và các trận địa pháo. Cả khu vực căn cứ rộng lớn của Việt Nam Cộng Hòa bị nhấn chìm trong biển lửa chết chóc. Trên hướng chủ yếu của Trung đoàn 174, 2 tiểu đoàn 5 và 6 được hỏa lực chiến thuật chi viện ồ ạt vượt qua các cửa mở đánh bóc từ mục tiêu vào ngoài. Hướng Trung đoàn 3, 2 tiểu đoàn 7 và 8 bất chấp phá bắn dữ dội đã nhanh chóng phát triển đội hình tấn công băng qua lửa đạn áp sát phía đông sân bay. Lúc này thì hỏa lực pháo binh chiến dịch được lệnh bắn chế áp hỏa lực đối phương, hỗ trợ cho bộ binh phát triển vào bên trong, đánh rắn và đánh dập đầu để cho quân Việt Nam Cộng Hòa không thể phối hợp được với nhau. Tướng Trà đã tung quân bài đặc công và đánh thẳng sở chỉ huy của đối phương. Tiểu đoàn 28 đặc công quân giải phóng cũng bắn nổ súng đánh sở chỉ huy của Trung đoàn 1 thiết giáp quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chi khu cảnh sát, làm cho toàn bộ phía Việt Nam Cộng Hòa ở Lộc Ninh bắt đầu lúng túng, không thể hỗ trợ cho nhau. Cùng giờ G, Sư đoàn 9 điều các trung đoàn E1, E2 của mình cắt đứt đường 13 ở đoạn Lộc Hưng và Thanh Lương, chiếm cầu Cần Lê, cô lập hoàn toàn cụm cứ điểm Lộc Ninh. Lực lượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa của hai tiểu đoàn bộ binh thuộc sư đoàn 5, tiểu đoàn 53 về động quân và thiết đoàn 1 từ phía bắc căn cứ Hoa Lư, điểm cao 222, gồm 20 xe tăng, xe thiết giáp lui về giữ Lộc Ninh, nhưng bị lọt vào trận địa phục kích của trung đoàn 3, sư đoàn 5 và bị thiệt hại nặng. Đến 17 giờ chiều, sau nhiều lần phản kích để vượt qua ngã ba Lộc Tấn không thành, chi đoàn xe thiết giáp của Việt Nam Cộng Hòa buộc phải rút lui, bỏ lại xác của 14 xe tăng và xe thiết giáp M41, M113 và hàng trăm xác lính. Ngày 6 tháng 4, lực lượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa với thiết đoàn 9, trung đoàn 1 thuộc sư đoàn 5 đã tấn công dọc đường 13 để giải cứu Lộc Ninh, nhưng đã bị các đơn vị thuộc trung đoàn 2 của sư đoàn 9 quân giải phóng chặn lại ở cầu Cần Lê. Sau 2 ngày đột phá không thành công, bị bắn cháy bắn hỏng tới 18 xe tăng, 31 xe M113 và 8 máy bay trực thăng UH-1, cụm quân giải cứu Lộc Ninh đã phải rút về An Lộc. Ngày 8 tháng 4, trung đoàn 52 quân lực Việt Nam Cộng Hòa rút lui khỏi Lộc Ninh và bị các đơn vị quân giải phóng truy đuổi tới tận cửa ngõ An Lộc. Cụm cứ điểm Lộc Ninh thất thủ, tuyến phòng thủ vòng ngoài của phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị phá vỡ. Đối với Bộ Tư lệnh Chiến dịch Nguyễn Huệ, giai đoạn 1 của chiến dịch đã hoàn thành,
trận mở màn đã thành công vang dội. Đêm 6 tháng 4, sau khi xác nhận được trung đoàn thiết giáp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Lộc Ninh đã bị hạ, thì Bộ Chỉ huy miền họp bàn và đề nghị Bộ Chỉ huy chiến dịch tranh thủ thời cơ lúc mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn chưa có tăng viện lớn cho khu vực thị xã An Lộc, ngoài việc đưa tiếp lực lượng lên làm nhiệm vụ phòng giữ cầu Cần Lê, thì cùng lúc phải đưa lực lượng với hỏa lực mạnh nhất có thể để tiến công chiếm lĩnh thị trấn An Lộc, chậm nhất là vào ngày 9 tháng 4. Tuy nhiên, do công tác chuẩn bị của phía quân giải phóng bị trễ và gặp nhiều khó khăn, nên tới ngày 13 tháng 4, thì cuộc tấn công vào An Lộc mới bắt đầu, nhưng thời cơ thì đã mất. Lúc đó, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã kịp củng cố và tăng cường lực lượng phòng thủ tại An Lộc. Đồng Nguyễn Văn Minh, chỉ huy quân đoàn 3 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã phái sư đoàn 5 tới giữ An Lộc. Lực lượng này được tăng cường bởi 2 tiểu đoàn biệt động quân vào ngày 7 tháng 4 và 2 tiểu đoàn bộ binh ngày 10 và 11 tháng 4. Sư đoàn 21 bộ binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa đóng tại đồng bằng sông Cửu Long được gấp rút chuyển tới Trân Thành để cùng với một trung đoàn khác của sư đoàn 9 bộ binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa làm lực lượng giải cứu. Toàn bộ lực lượng trong vùng đông đến 3 lữ đoàn tăng cường, tất cả đặt dưới sự chỉ huy của chuẩn tướng Lê Văn Hưng, sư đoàn trưởng sư đoàn 5. Ngày 9 tháng 4, cầu Cần Lễ bị phá. Đồng thời, bắt đầu từ ngày 9 tháng 4, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã mở cuộc hành quân toàn thắng 72B với lực lượng đông hơn quân số tuyến đầu của quân giải phóng nhằm giải tỏa sức ép tại vòng vây quanh khu vực thị trấn. Trận mở màn và tấn công chiến lược đã thành công tốt đẹp, nhưng đến giai đoạn cuối cùng thì đã xảy ra sai sót và hạn chế về mặt hậu cần, khiến cho những toan tính về sau đã bị sai lệch. Đặc biệt là trong trận An Lộc sau đó, quân giải phóng đã bỏ lỡ thời cơ quý giá để dứt điểm căn cứ này. Vậy là trận An Lộc đã diễn ra như thế nào? Quân giải phóng có đạt được tất cả KPI mình đề ra hay không? Hãy cùng chờ đón ở video tiếp theo của series nhé!